Anh yêu, hãy nói gì đó dơ bẩn vào tai em. Bẩn á? Nãy anh đi ỉa không chú đích. Anh xịt. Thế giới này đẹp và sinh động hơn là do chúng ta có thính giác và thị giác. Hãy tưởng tượng đột nhiên bạn bị mất hai thứ này, bạn sẽ như thế nào? Nếu là thính giác thì bạn sẽ phát điên chỉ trong 45 phút. Đã có một thí nghiệm dựa trên giả thuyết này. Căn phòng Oddfield là nơi được thiết kế để trở thành nơi yên tĩnh nhất thế giới. Ở trong căn phòng này, âm thanh chỉ ở mức âm 13 decibel. Để dễ hình dung thì nơi yên tĩnh nhất mà bạn biết là căn phòng ngủ của bạn. Có thể bạn cho nó là nơi cực kỳ yên tĩnh, nhưng khi được đo thì nó có độ ồn tầm khoảng 30 decibel. Nếu đứng trong Oddfield đủ lâu, bạn bắt đầu nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Tiếng ù trong tai bỗng trở nên chói và đáng sợ. Khi di chuyển, khớp xương của bạn phát ra những tiếng ghê rợn. What the freak? Cuối cùng, bạn sẽ mất thăng bằng bởi sự thiếu âm thanh tuyệt đối. Nó sẽ phá hoại nhận thức về không gian của bạn. Nghe miêu tả thì cũng rất gì về này nọ, nhưng thực chất thì chúng ta thường xuyên trải nghiệm cảm giác này. Đúng là giấc ngủ. Khi chúng ta ngủ thì tai vẫn hoạt động bình thường, nhưng não sẽ ngắt kết nối và không gian sẽ trở nên yên tĩnh trừ phi. Điếc cũng được chia làm nhiều cấp độ. Điếc là hoàn toàn không nghe thấy gì, mọi thứ tĩnh lặng tuyệt đối. Còn có nghe chút chút thì là khiếm thính. Sao? Mày nghe chưa? Sao? Ôi trời ơi, nói gì chẳng nghe gì cả. Sao? Điếc và khiếm thính thì có thể là do bẩm sinh hoặc là do ngoại cảnh. Khi tiếp xúc với âm thanh lớn đủ lâu hoặc âm thanh cực lớn, thính lực của bạn sẽ giảm vì chúng phá hoại những tế bào nằm trong ốc tai. Lấy rái tai không đúng cách cũng có thể gây điếc. Rái tai là một lớp bảo vệ tai khỏi những tế bào nấm và vi khuẩn, nên sạch quá đôi khi cũng không tốt. Mà bẩn quá kiểu như ông thần này thì này, ối rồi ôi, nó đun ra tận mang tai. Dưới đây là lý do chứng minh cho việc đôi khi ở bẩn sống lâu là có thật. Là một con nhện cute, nhưng nó lại ở trong tai của thanh niên này. Nhiều trường hợp bị tiểu cường chui thẳng vào tai làm thủ tục nhập tịch. Chúng chuyển khẩu từ ống cống sang luôn lỗ tai của bạn. Những lúc như này thì đáy tai nó kiểu như là một chất độc, ngăn ngừa vi khuẩn hay côn trùng làm tổn hại đến tai. Chào cậu. Video này chúng ta sẽ khám phá top 5 những món ăn kinh dị nhất mà người ta đút vào mồm và coi nó như là một đặc sản. Hãy chắc chắn rằng bạn đã ăn, tâm lý ổn áp trước khi xem video này. Tiết canh là món đầu tiên trong danh sách thì công nhận ngon và ngọt thật. Mình đã từng ăn tiết canh vịt, ngan lợn các kiểu, nhưng đấy là lúc hồi nhỏ khi chưa biết gì. À thế à? Nếu nhìn ở một góc độ khác thì tiết canh không khác gì là bạn đang uống máu tươi. Khác biệt ở đây là thay vì cắn cổ con nào đó thì giờ đây nó sẽ đựng trong bát và được trang trí các kiểu. Top 2, phô mai giòi. Đúng như cái tên, phô mai này là sự kết hợp của phô mai và giòi bọ theo đúng nghĩa đen. Khi ăn loại phô mai này, người ta thường lấy tay che miếng phô mai, không phải vì phép lịch sự mà tránh giòi bật thẳng vào mặt khi ăn. Top 3, trứng luộc nước tiểu. Cũng đúng như cái tên, trứng thì là trứng gà nhưng luộc với nước tiểu. Loại tốt nhất là nước tiểu đồng tử dưới 10 tuổi. Khi ăn, vị trứng mặn tất nhiên rồi, đôi khi còn chua chua. Người ta ăn món này để chống đột quỵ, thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Top 4, món này hơi ghê, cân nhắc. Não khỉ, mới nghe thì cũng rất là bình thường cho đến khi bạn biết cách người ta ăn, là ăn sống. Nó như cảnh phim này, có điều khỉ ở ngoài thì sẽ được trói chặt và nó hoàn toàn cảm nhận được chanh và những nhát búng của thực khách. Top kinh dị, canh thai nhi. Nếu là trâu bò lợn gà thì không thể vào trùng cuối được. Đúng rồi, thai nhi là của người. Vì những hình ảnh hơi ghê nên mình sẽ không đưa lên. Các bạn có thể Google. Món này chỉ dành cho giới thượng lưu. Nó được chia làm 3 loại: cực phẩm, thứ phẩm và phế phẩm, theo cách mà thai nhi được nuôi dưỡng. Mỗi lần trả lời em trên núi xuống là y như là: thế trên trển vẫn cưỡi voi đi học phải hơn. Thứ thật thì nhà mình đã có xe máy, chứ nhiều nhà trên đây toàn cưỡi bò với cưỡi ngựa không à. Sự thật thì voi đang là loài nguy cấp và được bảo tồn, nên việc nuôi một chú voi ở hiện tại không còn dễ dãi như trước. Tuy là một loài hiếm thấy, nhưng ai cũng hiểu hoặc biết chút ít về loài voi qua sách vở, thơ ca hay phim các kiểu. Nhưng ấy chỉ là bề nổi. View này sẽ tổng hợp những sự thật khiến bạn bất ngờ đến bật ngửa về loài voi. Tuy là có cơ thể thuộc dạng Big City Boy, nhưng tinh trùng của voi thậm chí còn nhỏ hơn cả của chuột. Mới tính lỗi tiếng à? Chú voi lớn nhất được ghi nhận nặng gần 11 tấn và cao xấp xỉ 4 mét. Người to tinh trùng nhỏ, không biết cái ấy của nó như nào ta. Bạn thử đoán với kích thước nhà phố bố làm quan kiểu vậy, voi sợ con gì nhất nào? Sư tử, hổ, báo, linh cẩu, chó sói đều là những thứ voi sợ, sợ đái ra đất. Nhưng đấy là khi chú còn ở bản đôn, chú còn non. Chứ lớn cỡ như này, anh cân tất. Lúc lớn thứ khiến voi sợ lại bất ngờ là đàn ong và đàn kiến. Hầu hết những nhà đạo đức học hiện đại thì xem voi là một trong những con vật thông minh nhất thế giới. Chúng có trí nhớ siêu phàm, khả năng hội họa thiên tài và nhiều cảm xúc y chang như của con người. Voi là loài không thể nhảy cao, nhưng chúng có thể bơi liên tục 51 km. Ngạc nhiên chưa ông già? Ngoài ra thì cái vòi này thực chất là mũi voi, còn ngà thì là răng nanh của voi. Vào thế kỷ trước, một chú voi đã bị xét xử vì khiến một người đang xuất khỏi server trái đất. Và hãy đoán xem nó bị hình phạt gì nào. Nó bị treo cổ. How to cách treo cổ voi. Đây là loài trên cạn đẻ con to nhất, nó mất đến 2 năm để mang thai. Và khi đẻ, voi con có thể cao 1 mét và nặng 100 kg. Còn đây là cách voi con uống sữa mẹ.